Kênh Ghiền Nấu Ăn xin chào cả nhà. Xin mời cả nhà cùng theo dõi cách làm xíu mại dim sum kiểu Trung Hoa. Nguyên liệu cho món này em dùng 100g giò sống thịt heo. Dùng 100g tôm tươi đã lột sạch vỏ. Mình cũng băm nhuyễn tôm để làm phần nhân cho mịn. Dùng 100g cà rốt băm nhuyễn. Nhưng trước khi cho vào trộn nhân thì em lấy ra khoảng 1 muỗng ăn canh. Mình để riêng phần cà rốt này chút xíu sẽ dùng sau. Nguyên liệu tiếp theo em cho 50g củ năng băm nhuyễn, 1 muỗng ăn canh gốc hành lá băm nhuyễn, 1 muỗng cà phê gừng băm nhuyễn. Xíu mại dim sum phải có chút xíu thơm của gừng mới ngon, nhưng do mùi gừng rất mạnh nên cả nhà chỉ dùng một lượng nhỏ thôi. Khoảng 1 muỗng cà phê như thế này là vừa để mùi gừng không át đi các hương vị khác. Gia vị cho nhân xíu mại dim sum em dùng nửa muỗng ăn canh hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng ăn canh rượu nấu ăn, nửa muỗng ăn canh dầu mè, 1 muỗng ăn canh bột khoai tây để tạo độ kết dính cho nhân. Xong rồi mình trộn đều cho nhân thấm gia vị. Trong nhân xíu mại này có 4 loại gia vị không thể thiếu là gừng, dầu mè, gốc hành lá và rượu nấu ăn. Bởi đây là các gia vị tạo nên hương vị đặc trưng cho món xíu mại dim sum kiểu Trung Hoa. Nhân đã xong, bây giờ em sẽ tiến hành gói xíu mại. Mình sẽ dùng lá hoành thánh để gói. Khi gói xíu mại, cả nhà hãy chuẩn bị thêm chén nước. Dùng tay thấm xíu nước để làm mướt bề mặt nhân. Và mình cũng thấm chút nước cho các nếp gấp của lá hoành thánh được dính chặt hơn. Và do em dùng lá hoành thánh loại miếng vuông nên để xíu mại nhìn đẹp hơn thì mình dùng kéo cắt bỏ chút xíu phần góc nhọn dư ra như thế này. Nếu làm để ăn ở nhà thì mình không cắt cũng được, còn làm món này để đãi khách, đãi tiệc thì mình o bế nắn nót chút xíu cho xíu mại đẹp hơn nha cả nhà. Đa số các chợ sẽ bán lá hoành thánh vuông là phổ biến, nhưng nếu được thì cả nhà tìm mua miếng tròn luôn cho đẹp và khỏi mất công cắt. Còn về độ ngon thì loại nào cũng ngon như nhau thôi ạ. Tạo hình xíu mại xong thì em sẽ chuẩn bị khay hấp. Dùng chút dầu ăn quét lên khay để chống dính. Xếp xíu mại vào khay. Mình sẽ dùng phần cà rốt băm nhỏ lúc ban đầu chừa lại để rắc lên mặt. Rồi em đặt thêm một hạt đậu Hà Lan lên. Một chút màu xanh của đậu Hà Lan góp phần tô điểm hương sắc cho xíu mại, đồng thời cũng thêm vị ngon nữa. Chuẩn bị nồi nước sôi, em cho xíu mại vào hấp 15 phút. Trong thời gian đợi hấp xíu mại, mình sẽ pha nước chấm. Em dùng 2 muỗng ăn canh nước tương, 1 muỗng ăn canh tương ớt, 1 muỗng cà phê giấm, 2 muỗng cà phê đường. Nước chấm xíu mại dim sum sẽ hơi chua chua ngọt ngọt chứ không quá mặn là vừa ngon nha cả nhà. Cả nhà có thể làm xíu mại nhiều nhiều để dành ăn cho các lần sau bằng cách bảo quản trong hộp đậy kín để ngăn đá tủ lạnh được 1 tháng. Khi nào dùng thì lấy ra cho vào nồi để hấp mà không cần rã đông trước. Bây giờ xíu mại hấp đã chín rồi, mùi rất thơm, hương thơm hòa quyện từ gừng, từ dầu mè, từ rượu nấu ăn, mùi thơm đúng kiểu món Hoa luôn ạ. Món này hấp xong là phải lấy ra chấm với chén nước tương pha chua ngọt ăn liền lúc còn nóng. Cắn một miếng xíu mại nhân mềm, mịn, ngọt tự nhiên từ tôm tươi, béo béo từ giò sống, củ năng vừa ngọt lại vừa giòn giòn, khi ăn không gây cảm giác ngán. Em hy vọng cả nhà sẽ thích cách làm này và thực hiện thành công nhé.